Khỉ đuôi sóc hay còn gọi là khỉ marmoset là các loài khỉ nhỏ thuộc về giống loài thuộc bộ linh trưởng và nằm trong 22 loài khỉ tân thế giới, sinh sống hầu hết ở khu vực Nam Mỹ. Loài khỉ marmoset lùng được tìm thấy trong rừng nhiệt đới của Brazil, Ecuador, Peru và Colombia. Hầu hết các loài khỉ này đều có nguy cơ tuyệt chủng cho đến khi có phong trào nuôi loài khỉ này như thú cưng, thú nuôi độc lạ, thì chúng mới thoát nạn. Marmoset là loài ăn tạp như trái cây, lá, ăn côn trùng và loài bò sát nhỏ hay nhấm nháp cả nhựa cây, sống chủ yếu trên những tán cây. Có 11 loại khỉ marmoset khác nhau được ghi nhận nhưng tất cả chỉ dài từ 12 đến 15 cm, chưa bao gồm đuôi, có móng vuốt thay vì móng tay, có lông xúc giác trên cổ tay và thiếu răng khôn, nặng 130 g. Điều đó cho thấy chúng nguyên thủy hơn so với một số loài khỉ khác. Chúng có chiếc răng cửa đặc biệt có thể gặm xuyên qua lớp vỏ cây một cách dễ dàng để tìm nhựa cây, nguồn thực phẩm mà chúng rất ưa thích. Được xem là loài khỉ tí hon trên thế giới, marmoset đang được chọn làm loại thú cưng đối với con người cũng bởi khả năng dễ thuần hóa của chúng.